Em xin kính chào tất cả quý vị khách hàng và anh em khắp ba miền Tổ quốc đã quay trở lại với Ngọc Máy Xúc nha. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu xem cái lô hàng mới về mới trong cái đợt công ngày 13 tháng 1 vừa rồi. Hôm nay xin trân trọng giới thiệu với anh em một con máy mini SK30UR-5 xích cao su ben nguyên bản. Đấy. Gầu rất to và đẹp nhá. Gầu này là gầu 6 răng. Gầu 6 răng nguyên bản của em đấu ở bên Nhật về. Đây. Cần đây. Ben nguyên bản anh em nhá. Tem. Đây là tem của nó này, SK30UR-5 được sản xuất vào tháng 1 năm 2015. Đấy, bây giờ đời nó gần như là ngang với cả gần 2016 đấy, tiệm cận luôn đây. Đáp lô SK30UR-5 2015 số khung 10267. Đấy, chạy được 3448 giờ, không lỗi luôn. Nguyên zin, rất là đẹp. Đây. Ghế kia nhá. Còn đẹp nguyên. Con này đăng kiểm ở nhà. Sơn zin cả xe anh em nhá. Đảm bảo là sơn zin cả xe. Đây. Xích cao su. Tất cả tật mọi thứ nó đều đẹp. Gầm bệ. Đấy. Em quay đằng sau cho anh em xem nhá. Bây giờ em sẽ đưa anh em đến phần nội tạng bên trong. Anh em đã thấy tuyệt sắc chưa? Đây là động cơ của con SK30UR-5 đời 2015 của em. Anh em xem này, em sẽ quay sâu hơn một chút nữa nhá. Anh em có thể thấy từng một cái chi tiết là máy đen nguyên bản luôn. Cực đẹp. Zin từng con ốc nhá, bơm động cơ thủy lực. Ngăn kéo. Thậm chí đến cả cái phần ấy để lọc đây cũng. Nó tóm lại là cái con này của em là nó là một tuyệt tác. Anh em có thể mà. Đấy, động cơ của nó là máy đen. Rất là đẹp. Bây giờ em sẽ nổ máy cho anh em xem nhá. Đây. Con này chạy đây, hơn 3400 giờ đúng chuẩn luôn. Đấy, để em xem mở máy cho anh em xem một chút. Đây. Bật lên này. Nổ cực êm luôn. Mình xem máy nha. Máy con này thì không được chê đâu được rồi. Anh em nhìn này. Quá là đẳng cấp luôn. Em ga lên nhé. Lên một tí này. Quá chất luôn. Đây. Con này thì để tổng quan về mà nói thì cả ngoại hình với cả mà nội tạng thì mọi thứ nó cực kỳ ok luôn. Không có gì là sánh nổi luôn. Anh em xem từng cái đường tio. Rất là đẹp. Nguyên bản 100% anh em nhé. Cái này là nhà em tháo cái tấm này ra, mấy anh em phải làm số động cơ để đăng kiểm phục vụ anh em. Con này gầu to vậy thôi nhưng mà thực chất là bản chất là làm rất là nhẹ. Anh em đã thử rồi. Đấy. Phần gầm. Hai bên xích. Bên nào cũng gọi là ngất ngây còn gà tây. Sơn zin là nguyên xe anh em nhá này. Đóng lại, đóng ra mở vào rất dễ. Đây, anh em khi mà đóng vào này, đấy, cái lấy là nó sơ để giúp nó có là cái lấy. Đấy, đóng vào. Rất là ok luôn. Tấm kính Pika là nó rất còn đẹp. Rất là đẹp luôn, còn rất là đẹp. Anh em nào quan tâm dòng máy xúc Nhật bãi hay là những cái dòng máy nhỏ, đặc biệt là em này, thì anh em cứ alo đem theo số điện thoại 0988273763 hoặc theo số điện thoại 0925234456. Em ở Phú Đồng, Hà Nội anh em nhé. Máy rất đẹp. Gọi là tuyệt tác luôn. Ok, thì hôm nay em làm clip bên đây rồi, mong anh em vẫn tiếp tục ủng hộ em. Ngày mai em sẽ tiếp tục lên thêm một con máy khác trong cái lô hàng công mới về, chi tiết hơn cho anh em nhá. Ok, em xin dừng video tại đây. Mong anh em chuẩn bị đón tiếp những video tiếp theo.